Hello, chào các bạn. Hôm nay hai cha con mình sẽ dắt các bạn đi thăm cái khu chùa. Ngôi chùa này thì cũng thuộc vùng West của Mê Bành và rất là người đông người Việt mình sinh sống ở đây. Thì hai cha con mình sẽ dắt các bạn xem tham quan cái khu chùa này như thế nào ha. Thì mời các bạn hãy theo mình. Hai cha con mình sẽ dắt các bạn đi theo xem tham quan cái cảnh ngôi chùa của người Việt sinh sống ở Úc như thế nào hả các bạn. Con nói kêu kêu chú đi. Ok, nói cô cái chú bên đây đẹp lắm. Nếu các cô có chú qua đây lâu rồi thì nó bên đây á cũng chắc nó chút xíu đổi ở chỗ này tại tại bên tại mình nhiều người qua đây mà. Qua đây nhiều chụp hình rồi mà chút qua đây lại nữa đó thấy khác gì á. Đừng quên nha, subscribe, like and don't hit the bell kênh đổ ba Thomas Huyền sống ở Úc nha. Ok, cảm ơn các cô các chú nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ hai cha con mình sẽ đi quay vòng vòng cái cảnh ở chùa ở Úc ha, các bạn xem ha. Hôm nay con dắt các cô chú đi đâu? Hôm nay con dắt các chú mình đi qua chùa. À đúng rồi, đi chùa. Chùa gì? Chùa Quang Minh. Ờ dạ Quang Minh. Em con mới được đi ăn chỗ dưới nhà ăn. Chỗ nhà nhà ăn. Nhà ăn. Được ba. Rồi được. Phải đi đường đó. Sao đi đường nào? Ok các chú các con, bây giờ ba dẫn con đi trước rồi. Dẫn đi trước rồi. Rồi tới chút xíu nữa rồi tới con nha. Rồi bây giờ mình đi lại trước. Ở đây thì cũng có Phật Tam Tạng nè các bạn. Đây cũng có Phật Tổ, Phật Tam Tạng. Những Phật ha. Thì chủ nhật tới thì cũng đông người đi chùa. Đó. Chùa thì cũng giống như bên chùa Việt Nam thôi các bạn ha. Rất là đẹp quá các bạn. Cũng có một cái phòng cúng dường tam bảo này các bạn, thì ai có cúng gì thì bỏ cũng bỏ tiền cho đây cúng ha, cũng rất là trang nghiêm ha. Cũng có vợ người này người kia chết đây nè, cũng
Con cúng hả? Thế con cúng đi chứ. Nhìn được có những nghệ nhân bên đây họ làm rất là đẹp ha, những cái cây họ trang trí rất là đẹp luôn. Đa số 90% là 95% là chính là người Việt ở đây. Ai cắt mấy cái cây nhìn đẹp quá chị. Làm vườn ha, cắt công nhân. Ồ, cắt đẹp quá. Đây nè, mấy cái dạng cây này nè, chị thấy không? Cắt cắt đâu ra đó đẹp lắm. Nhìn nhìn những cái cây này đẹp quá ha. Họ cắt đẹp không? Để mình quay cho bạn xem ha. Đó. Công nhận họ làm ra những cái cây như thế này mà đẹp không chưa kìa. Nhìn đẹp như trong tranh nha các bạn. Thì đứng bên kia con quay ba thấy vật nè, ba thấy vật á. Đứng bên cô nè, bên đây nè, bên đây nè. Đứng quay. Con đứng bên cô, đứng xé qua đó, nhìn thấy ba nè. Đứng qua xé qua thì thấy ba luôn. Hello các bạn, bữa nay là mình đi mình tắm Phật ha, ngày Phật đản này tắm Phật rồi bà con ơi. Đó, tắm Phật cho Phật cho mình sức khỏe ha. À, do tuần rồi mấy tuần trước rồi lockdown rồi không có tắm Phật được, bữa năm nay mình tắm thật thoải mái, Phật cho mát mẻ nè. À, ủng hộ, để cô cứ tắm đi chị, tắm đi chị, người tắm miếng. Tắm miếng. Tắm này có kỳ cọ cho Phật không biết chứ không đâu ha. Đó, tắm này cho Phật cho mình sức khỏe nè bà con. Đó. Chứ con vô tắm với Phật đi. Để Phật đản tắm Phật. Gracias.
cái này làm gì bán luôn hả chị? Dạ bán. À. Một bịch vậy là nhiêu tiền? Dạ 2 đồng nữa giờ 2 đồng thôi chứ. À, nó bán cho chùa hả? Bán cho chùa để bán cho chùa không à. Ở đây làm con quả hết em cha. Cái này là cái gì vậy chị? Rồi. Bánh là bánh thịt thôi, 10 đồng đó. Bánh ngon lắm. Này 10 đồng. Ăn thử đi. Cái này cho thử một cái ăn thử đi. Này bán nhiêu cái? Bán rẻ 2 đồng cái thôi. 2 đồng cái hả? À 2 đồng cái. Cái này mình bán cho chùa luôn hả? Thì bán cho chùa. Mua 2-3 cái đi. Ăn một mình rồi người khác đứng kế bên thì mình cho. Đúng rồi. Mua 2-3 cái đi. Trời ơi có 2 đồng cái quá rẻ. 2 đồng. Khoai lang chi. Khoai lang chi không? Lấy 2 cái cho. Dạ lấy con 2 cái đi. Lấy cái bịch cho anh đừng cho anh 2 cái đó dễ. Đó 3 cái. Đó sao? Cái đầu quá không nha, nó gửi lại thăm đó nha. Bữa nào là hết dịch lên rồi rồi thì nào là hết khoảng từ 2-3 tuần đã hết rồi đi được rồi đó. Cái này là bánh nước ngọt con. Ok. Đây ở chỗ này hết sắp hàng đi mua chè. Dài của Việt Nam đi chùa này. Đấy con. À, thôi video của mình đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau, mình sẽ làm thêm nhiều video khác các bạn xem về cảnh người Việt sống ở Úc như thế nào và cảnh chùa chiền ở Úc. À, mong rằng các bạn ủng hộ cho Thơ Mệt nha. À, và Thơ Mệt cũng xin cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã đồng hành cùng với Thơ Mệt. Thôi chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, xin chào tất cả các bạn.